Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Philippines trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày hôm nay trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó thì Quang Hải và các đồng đội từng đánh bại đối thủ này trên sân khách với tỷ số 2-0, nhưng đây cũng là trận thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam. Trên mặt lý thuyết thì những chiến binh sao vàng vẫn còn có cơ hội để đi tiếp. Điều kiện cần là phải thắng Philippines và Iraq trong hai trận đấu sắp tới, đồng thời chờ đợi bóng xứ vạn đảo sẩy chân. Tuy nhiên thì đây là thử thách khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhất là khi ông Kim Sang-sik chỉ vừa mới bắt tay vào công việc. Chưa kể là đối thủ Philippines cũng có thêm sự phục vụ của một số cầu thủ nhập tịch, gia tăng sức mạnh một cách đáng kể. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày hôm nay trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ hai 2026 khu vực châu Á. Hãy cùng sát cánh bên đội tuyển thân yêu, chờ xem liệu các chiến binh sao vàng có tạo ra được điều kỳ diệu nào hay không. Và sau đây là đội hình ra sân chính thức của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay.